Hôm nay, Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Hà Nội tổ chức lễ meeting kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô và tổng kết phong trào thi đua đặc biệt năm 2024. Nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô đã được hội phát động triển khai, trong đó có phong trào thi đua đặc biệt Cựu Thanh niên Xung phong thủ đô hành trình làm theo lời Bác, với những nội dung tiết kiệm 1.000 đồng một ngày, góp quỹ xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về chỗ ở, rà soát xây dựng, cải tạo, sửa chữa 70 nhà không đảm bảo chất lượng sống của cựu thanh niên xung phong trên địa bàn thành phố, vận động các đồng chí chủ tịch hội cấp cơ sở thi đua lập thành tích để xứng danh thủ lĩnh giỏi theo tiêu chuẩn của hội. Nhân dịp này, để ghi nhận thành tích trong đợt thi đua đặc biệt của Hội Cựu Thanh niên Xung phong Thủ đô, Trung ương Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho 13 tập thể và 11 cá nhân.